Hôm nay mình với con bé có mặt ở quán Hào Phi Nhung là lý do cách đây khoảng 2-3 ngày á, mình có tới Phi Nhung, nhưng mà lúc đó mình dắt thằng Gòm á, nó tới đây, nhưng mà mình tới đây ăn uống thì thằng thằng Gòm nó chỉ nó lo review thôi, mình không có thời gian để mình hỏi bé Nhung. Rồi sau đó rồi mình tiếp tục dắt thằng Gòm ra ngoài Bình Châu Hồ Tràm chơi, mình không có thời gian để mà cho bé Nhung nó hỏi thăm nó, tại vì dù gì đi chăng nữa thì bé Nhung với bé Tiền cũng có một cái thời gian làm chung anh em tụi mình á, nhưng mà tại vì dạo này nghề Hào nó phát triển quá nó không có thời gian, cho nên là rất là đông khách nha mọi người. Nhưng mà hiện bây giờ thì nó vắng lại rồi, nó qua cái cơn sốt rồi. Cái thời gian mà anh em mình vắng mặt ở đây á là lý do lúc đó cái cơn sốt Hào ở bên làng chài Phước Hải này nổi lên, quán nào cũng đông khách lắm, mấy em nó không có thời gian mà tham gia với anh em mình, cho nên là cái bẩn thời gian là lý do mình không có tới đây là rất là đông. Bây giờ Thiên đâu quá đấy ngồi ăn, mình mua một cái thao Hào rồi nha mọi người. Thôi để mình tâm sự, chờ anh chút anh quay cái máy lại. Không mà cách đây 2-3 bữa mà mình dắt Thuận qua con Hào đâu được vậy đâu. Không. Một mớ thôi. Cách đây 2-3 ngày bao nhiêu là con Hào đâu mập được như vậy đâu. Không, đi tiễn lắm á. Cái gì vợ trong bé. Bữa mùng 9 tao mới bán lại. Mùng 9 ăn vô mùng bán. Năm nay ăn Tết lớn. Lớn đâu. Hào này mập nè. Hào này mập nè. Năm ngoái là làng chài Phước Hải rất là chung. Năm ngoái là làng chài Phước Hải trúng mánh nha mọi người. Tại vì nó có cái cơn sốt á, nãy giống như mình mới vừa nói á, là nó có cơn sốt lên, cho nên cái bận cái thời gian đó là mấy anh em mình với con bé đâu không tới đây được. Tại vì tới thì lu bu lắm, bận lắm, quán nào cũng full khách hết. Mà anh Nhung mà dạo này nó tính xây cái nhà lầu này nè. Đó, thấy cái nhà anh Nhung không? Rồi không mà khách đông rồi mình có buôn bán thêm được món gì không? Cháo Hào nữa hả? Có cháo rắn không? Có cháo rắn nhưng mà nếu bổ sung thì sẽ có. Tưởng có cháo. Có tưởng như ấy rắn. Tưởng có cháo rắn lầm mà cho ăn bé ăn tô. Mày bả mọi mốt lấy rắn về bán cho. Em mua con rắn này. Cho đôi cháo đi là tôi làm cái đó cháu ăn. Là cho đôi cháo đi làm tôi rắn cho. Là nếu yêu cầu là có hả? Vậy là anh yêu cầu đi làm hai tô cho mấy tô cháo rắn. Anh tao cháu Hào. Ông nghe nói vậy ông cũng tin. Dưới biển còn có rắn. Tại sao không? Thì anh yêu cầu đem làm cho anh coi. Có tiền là có tất cả. Thôi nó giỡn chơi vậy chứ làm cho anh hai tô cháu đi. Bé ăn cháu Hào luôn ha. Anh cũng tô cháu Hào. Hai tô cho tiền. Cháu Hào đúng không? Tụi em ăn không? Ăn làm chung không, luôn vài tô không. Ngồi ăn chung cho vui. Em làm cháu. Em ngán nhất là cháu. Ngán bán gì? Bán có người ta yêu cầu là ăn cháu Hào. Nè bán. A few moments later. Cái gỗ tường, nếu mà tính ra con đường này nhà em bán Hào. Đúng rồi. Từ đó xưa ông ngoại ngoại em. Đến cha với mẹ em. Rồi vậy? Mẹ bán Hào này ba đời luôn. Ba đời mà, ba đời nhà em mà. Mà xui. Xui ở cuối đường hả? Cái gì à, ba đời giờ tôi chị bệnh gì à? Vậy là bệnh Hào chó hả? Ba đời bán Hào thì lúc ta làm cái bảng hiệu ta để lên nhà ba đời bán Hào. Hào ba đời. Không có đời. Đây bữa nào tiền cho bé xuống. Nó chán bán quán kia nữa. Ủa cho nó qua nó quán bên này luôn. Ủa mà anh mừng nghe nghe nó cái ông bé này tắt xôi. Tôi rồi. Tới nhà lồng nộp luôn. Dạo này con ta lên lắm nha. Tụi gái ngày nào cũng tới nhà kiếm luôn. Ngộ tự tao kiếm với tôi kêu ta hả? Gái tới nhà mà tắt xôi. Chắc gì á anh, chắc gì từ đó giờ á gái tới nhà không mà cho nên đâu chứ quán tiền chứ Nhung Hảo đâu, bỏ tiền Nhung luôn. Bỏ quán Phi Nhung luôn.
lâu quá không xuống, nó nói nè lâu quá không xuống thăm hầu chị em đó. Tụ lao người ta nói xuống ăn hầu không, trời ơi tụ lao chuyện hầu chị em vậy đi, nói ngắn gọn vậy cũng đủ hiểu rồi. Thì lâu quá không xuống thăm hầu chị em đó. Ông nói gì ông nói cho rõ ràng chút xíu chứ, không chuyện xuống hầu hai chị em. Ăn hầu hai chị em gì, ăn hầu hai chị em, ăn hầu hai chị em bán hầu. Ừ, nói rõ ràng lắm xíu, nói ngắn gọn vậy đủ hiểu rồi. Thì lâu lâu anh em gặp nhau mà lớn tiếng với nhau không mà trời. Không, trời nó không cảm, nó đàn ông nó mạnh mẽ. Sao? Nó đàn ông nó mạnh mẽ. Giờ có... Nữ theo đúng không? Chưa. Cả đống luôn á. Quên tiền luôn rồi. Quên tiền Nhung luôn rồi. Quên quán nào Phi Nhung luôn rồi. Phi Nhung luôn rồi. Chắc gì bữa giờ đâu có xuống đâu. Từ lúc chưa tới giờ đó, chưa đâu có xuống đâu. Tới có bán không kêu rồi xuống? Một người nó bán lại rồi. Bán tới giờ luôn rồi. Bán rồi giết thiệt, không giết thiệt mờ ta sao tao biết? Đâu tao mua gà nó cũng khai trương á, đúng không bé? Ừ, phải giết thiệt mọi người ta chứ. Có nhà, hôm bữa tôi có mua gà ủ hú vịt nó cũng khai trương rồi nha. Mà tại ông xuống thôi. Con này nó mê gái lắm rồi Tiền ơi, nó quên em rồi. Thấy thằng trời, thấy thằng trời. Khai luôn nè, cái này nó có con lon rồi. Tụi tao bụng nó tụi tao không mày? Ở đâu vậy? Ở trên đó đó, nhớ ông Điền. Nhỏ kìa. Đó, vậy màu đó nói gì thương em gì người tới. Có hả? Có nói thương em luôn hả? Đợt rồi đây anh ổng rồi chở em xuống lên nhà má hai đi, đó. Điên nha, cũng điên nha. Đi điên nha, cũng điên nha. Cái đợt lên bộ đồ dí đó. Mới bây giờ luôn á, bây giờ ha. Đúng bắt luôn cá à. Hai tay. Đừng có điên nha, đừng có liên thiên nha. Ổng á, nó thương là khổ của đời của em rồi. Đừng có liên thiên à. Cháu nó chính chưa lại. Hào, ông Hào ông bán đập gì ghê vậy? Giờ phải lột cháu rồi. Ô của anh bỏ hành nhiều nha. Ủa giờ anh gì bỏ hành, bỏ hành. Thằng Thành nó xuống mày. Thằng tủ hành có hành cũ. Tao nói hành nhiều bị hôi nách không? Không, anh xuống với anh bị hôi nách không? Hai thôi thôi à. Em tin hả, kêu Tiền bỏ hành cho em nhiều luôn. Không, mở ơi, tôi ăn hành nhiều được tao ơi. Hành nó sung, nó hành luôn, hành cả đêm mà. Đúng rồi, mày đâu có vợ đâu, nó hành mình chết luôn đó. Tôi không bỏ hành nha. Bỏ hành ít. Tôi hành ít, tôi hành nhiều rồi nha, Tiền ơi. Không bỏ hành luôn cũng được hả? Lâu lâu anh lại một hào ngon gì chứ. Hào đây có sữa nè. Lấy mấy làm bấm rượu rượu rượu. Mơ ăn uống bấm kiểm hả? Hào mấy bữa nay sữa nhiều rồi Nhung. Hào khi Nhung bán mặt con. Tự bưng ra sao này, cái nóng ấy bưng hai tô sao sao bưng cái lẹn anh bự rồi bỏ hành nhiều đó. Ủa bộ nấu là nấu nấu từ tô hả? Nấu mà sao bưng hai tô được? Thì em ăn tô anh trước đi. Mà. Tô hành có nấu mà ăn không mà. Vậy là ít lên thấy ít là để bỏ đi. Đừng có hành luôn nha, hành ít ra nha. Cái hào có nấm luôn. Một con bét. Hào ngọt ghê luôn. Tiền nấu hay Nhung nấu trời? Nóng quá. Mới nấu ra mà. À, nó bưng ra lượt. Hành vậy hơi nhiều rồi đó. Trời ơi, nó chưa ăn đi. Nóng quá, phòng mỏ. Phòng mỏ luôn á trời. Nóng quá Tiền ơi. Thì đó, phải nấu ra, phải nấu thì sao? Không có người bưng hai tô, sao bưng nổi. Vô ngủ ngắt, ngoài nội. Tô, tô bánh bự bưng ngay trước thì nó nóng, mà tô bưng sao thôi, người nguội. Gió, gió bắt, gió lên khỏi quá trời, khỏi luôn, không thấy hả? Ngủ ngắt à? Cho cháu nguội. Bưng ra sao, nó phải nguội rồi. Thì nó đúng còn gì nữa. Lâu lâu anh em hả, gặp lại khó học quá. Sao ngộ quá, tô lần nào cũng vậy, ấy, 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 bưng ra sao, nó nguội sao, múc một lượt ra. Nhưng bưng tô anh bự bưng ra trước thì nó còn nóng, anh bự ăn nóng.
con bưng ra sao thì nó hơi nguội chút xíu. Mày gió mà dữ không? Mày thổi cho thổi nha. Nguội rồi, nguội rồi, mới nguội á. Mới nguội luôn á. Bỏ hành hơi nhiều nha Tiền. Lỡ rồi đâu sao có bỏ, có nghe đâu. Ở dưới còn là nấm với hàu không? Con nào như con nấy. Bơ lên coi, cứ nấm rồi hàu quá trời luôn. Dừng lại! Cháu rắn, cháu rắn! Giúp anh cái này coi. Cái gì vậy? Nè. Quê quá vậy? Á đù. Con rắn, con rắn giả. Làm sao quê vậy? Em giống thiệt quá vậy? Anh mới rửa sạch sẽ, giả, cầm đi. Giống thiệt quá vậy? Bé nó sợ lắm. Giống thiệt quá. Mà bây giờ nè, nó nè. Bây giờ em bỏ vô cái tô cháo nha, em đổi cái tô nhựa đi, đừng có lấy tô này. Trời ơi, em vấn thì ghê quá vậy trời. Ừ, phải nó. Cầm xíu. Không, mà giữ thì giữ đi. Ê, giờ anh nói em nghe nè, cho nó thôi đúng không? Bưng cái tô cháo của anh ra trước, còn cái tô nó để nguội hay mang ra. Nhớ là bỏ vô tô cháo. Mà đổi thành hai tô nhựa nha, để bể. Ừ, cho nó dưới. Rồi anh ra anh ngồi với nó nha. Cái nào chắc đúng không trời, bỏ ra. Anh giả đàn nó, giả đàn nó đi tiểu. Không, cãi đó. Nó mắc cười lắm. Trời ơi, cái này là chết ổng quá trời. Hả đó. Em chôn dưới nha. Là bỏ cái tô cháo cho ổng luôn. Đúng rồi, em đúng rồi, em chôn dưới á. Nhưng mà cái tô cho tô nó để nguội nha. Để trời, trắng giống thiệt quá trời, gặp em mới hồn luôn á. Đấy. Nhớ để nguội nha, để nó tung, để tung lên phỏng người á. Rồi nhớ nha, bưng tô anh ra trước nha. Em ra ngoài đó đó nha. Cái ác trời. Anh đang ngồi nó toilet ra đây. Rồi vậy thôi nha. Quỷ ơi, bây giờ biết thầy nói gì sao không bỏ ra cho cháu hả? Ở chứ hồi nãy thì ông này cháu vắng thì giờ con làm luôn, cháu vắng chào. Cái gì chứ, cái cô nội nghiệm đòi anh đáng ngày hai anh đáng. Thì hồi nãy anh mượn kêu ông làm nó vắng chào đó. Chưa, biết anh đáng ngày. Hồi nãy mày cũng nói là mình nói sao mà nó không có. Ăn lỡ đứt cái cuốn học luôn luôn cháu. Cháu ông vắng. Không có giỡn gì không, không có giỡn gì không, không có giỡn. Không có giỡn, không có giỡn. Nói giờ bữa nay nói nè, hôm bữa tôi nghe nói hôm giờ lên có lọc nó xong chuyện nó phải nha. Mày giờ tôi có giận anh em. Mày có nói không? Bây giờ tôi giận, bây giờ tôi giận nè nha. Bây giờ giận cái ở nhà. Giận gì mà giận? Bây giờ ông cho nói chuyện tôi đàng hoàng ơi. Ông á. Đi ra đây ông có giao không? Dạ, 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 bước ra đây coi. Đánh anh em hôm giờ này bước ra liền con, tôi quay mình ông bây giờ nè. Ông có giận nha, ông có giận. Bước ra đây. Bước ra giận đây coi. Mày xuống đây coi. Ông nha, hôm bữa giờ trên đó là ông nói xấu được quá trời quá, nói quá trời nha. Cố gì kìa, kìa lấy cho đắng gì, cho tao lấy đắng không rồi. Nãy giờ là ông qua giờ sao đi tôi lấy mà đó, nói được nghe hết trơn hết trời. Đúng rồi, nó nói bữa lên má hai nó kể cho má hai nghe, nó nói biết bao nhiêu con theo nó, con Tiền thương nó quá trời luôn, quá là chê lên chê. Cứ đưa nó tào lao, tôi nói vậy nào. Thì nãy con Tiền á, nó hỏi anh, nó nói lâu quá sao không thấy anh Hùng với anh bé xuống thăm em. Anh nói là anh bé giờ nó ghét tụi em lắm. Nó nói với má hai là con Tiền gặp thương nó rồi, nó còn không chịu nữa. Đó, nó nói là tôi nghe cứ nghe lỡ phụ không à. Rồi nó chê em quá trời chê. Nó chê em quá trời luôn, nó nói xấu. Tôi có là làm xấu giàu không mà ông làm chơi má hai đụng lâm la cho nó. Tôi nói lên đấy, nó ta đàng hoàng ấy cầm nắng ông nội ơi. Chừng ngồi nói chuyện đàng hoàng cái coi. Ông ngồi anh em phải lâu lâu gặp mặt lại, nói tưởng đâu vui vẻ, cuối cùng hoa quái thì nó chuyện xấu luôn cho đó luôn. Cháu gì? 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 Cháu hồi nãy giờ anh Hùng rồi, nãy giờ anh sao nói tôi hết trơn trời rồi kìa. Cô nghe nói gì tao nãy? Thì có sao nói vậy, nãy giờ nói gì em nói vậy là có sao? Sao nói mày lên mày chơi ổng chơi ẹo Tiền, mày nói xấu quá trời luôn. Ông nghĩ thì... sao tuấn tá tôi vậy ông chơi là chơi sao vậy? Thì tuấn thương tôi nói tuấn thương. Tuấn thương nói thương gì? Mấy bữa trước đây là ăn hào ngày nào cũng ăn hào là gì nó nói. Ngộ quá tự nhiên tao thèm hào, tao ăn hào, tao không thèm bắt tao xuống ăn thôi ăn. Cái mẹ ăn hào ánh mắt nhìn tôi không à? Quỷ du di 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 di. Ông nói chuyện không được chuyện cái mặt tôi nghe chưa? Chưa hù lắm người ta. Giật Tiền ơi, ghê quá anh nhìn anh còn sợ nữa, giật cái Tiền. Mày bỏ nó xấu tôi nghe. Bỏ chưa? Là bạn rồi, giật ý, tâm nhìn nó còn sợ đó Tiền ơi. Ở đâu mà ra vậy? Chắc là dám giả. Ở đâu mà ra vậy? Biết buồn 15 ngàn đó. Quỷ gì chứ, làm gì biết buồn lắm này. Cố này chứ mà, ông xuống, cái biết người ta
sợ cái ông vô ông suối nè. Suối gì mà suối? Suối gì đâu suối. Hồi nãy lúc con Hào cái ông vô nó, cái ông dặn cháu nó nhỏ gì á? Nãy giờ anh mà anh Hồng vô nó đưa cháu nó đưa gì cho tôi đâu. Nãy giờ nói rồi, nó có sao nói vậy, nó mày chê con tiền. Cái tiền nó để nó ra nó xử mày đó. Đi chơi người ta. Ta thấy gì ta chê kệ người ta. Anh nghĩ sao tướng tá đùi dặn chơi đùi cho kiểu nào? Bỏ vào bàn này nè. Thôi dẹp cái bàn nè. Bạn ông cố nãy nãy về xong đưa dắn dắn cho bà tiền nè. Đánh đầu tao đưa. Hồi nãy ha nói chuyện với mình. Chứ sao mà tiền mà không biết tôi sợ. Nãy mày lát có đưa cho tôi đâu. Mà thấy cái cảnh gì tay không? Cảnh đánh đầu đưa đưa ông cố. Chứ ăn gì rồi? Chứ có sao mà tiền mới biết mà ấy. Không có sao mà tiền mới biết mà bỏ được. Tự nhiên ai biết tại nãy rồi nãy mày kêu tô cháu đắng thì đúng không? Tiền nãy nói nếu mà cứ hay đó tụi tôi biết hả? Cái đợt ông cũng muốn đưa tụi nó hù tôi đó. Cái đó con rắn kia nó màu xanh kìa mà con rắn này màu đen có phải tôi mà mua đâu. Ông cũng yêu cầu tôi cháu rắn mà. Thì kêu lấy sơn mua lại, ông sơn lại. Sao sao mà có đâu thôi. Quỷ du viên có nghe lợn ta hù. Anh kia nãy kia tôi cháu rắn gì cũng yêu cầu tôi cháu rắn. Cũng bon chen ra. Cũng ngu cái đi nghe lộ ổng hùng ta. Ông tưởng nó bao nhiêu nha. Không ưu. Ai mẹ, nhớ nãy nói nhiều bồ mạnh mẽ lắm ta. Mạnh mẽ đúng mạnh mẽ luôn bây giờ kìa. Bỏ nè, nó thẳng luôn hỏi vậy á không? Thấy ghét của nó, thấy ghét à. Thôi ăn đi. Không mưa, nó mưa. Chú Duyên. Thôi ăn nè. Ăn khỏe nữa ăn. Thôi ăn đi. Nhìn nó chán quá trời chán luôn á. Chán chắc tôi mến tôi thương mà quá chén. Mạnh mẽ hơn gì á, tưởng đâu là thay đổi tính tình rồi cái không giờ vậy mà anh lên khoe với má hai nói dưới kia cần đi tới đâu người ta thương anh tới đó. Đúng đồng rồi đồng. Nữ xem nùm nộp cái đó là người ta gì là cái gì phản tính dễ thương, đi đâu cũng có người thương chứ phải như bà thấy ghét. Cái biết ta sợ cái hù có nghe vậy mà thương cũng chịu nghe hay vậy vậy chứ bà thương tôi chị hồi đó không biết. Không biết vụ gì, không biết mạnh vậy hả? Cũng đâu biết, giờ biết rồi. Mạnh mong manh á. Hàng này hàng quẻ bỡn. Nó tên mạnh mong manh. Ông người đi nha, con rắn này tôi đem đi ông á. Là nó không có nha, hồi nãy là do mày yêu cầu nó đi đâu. Không có, lần nào cũng vậy sao lần nào cũng vậy. Đợt đó tôi, ông cũng mua đưa tôi nó hù á. Cái đó là có mua con rắn màu xanh, còn nạn rắn màu đen tiền lắm. Bây giờ ông yêu cầu tôi cháu gì vậy tôi có hết trơn luôn á. Yêu cầu nó không? Em yêu cầu nó không? Mẹ em cũng yêu cầu một cháu rắn mà. Để kêu tôi cháu rắn em nói tiện nói nếu yêu cầu có em cũng nói yêu cầu á. Chứ ai nói mẹ chỉ biết có ngày vô dụng đi nghe đi nghe là ai đi nghe là ông cố nội này. Trời ơi chuyện hù người ta lỡ tài xỉu là chết rồi sao? Chết em ơi. Chết em ơi. Xỉu em ơi. Đến như thế là nãy hả cháu, xuống bệnh mẹ quá trời lên tưởng đâu thay đổi tính tình năm mới ra về rồi. Ủng ẻo không muốn thiêu nữa trời. Vậy mà tối ngày khoe. Xấu tao lựa mấy phim hiền tao đóng. Xấu đóng phim ác, phim ma. Vậy mà đóng tao lựa nói mỗi lần thương mình nó mà đặt cho cái xấu. Thôi nó cũng chịu quá trời. Chắc tôi đi tôi chịu bà ha. Nó tôi chịu cái sao nó. Riêng tôi về. Đâu rồi? Về. Tao cháu bà Nguyên cháu. Ăn cháu về. Món cháu hả? Ăn buồn què nữa chứ ăn. Ăn cháu không ăn. Con đồ kia về, về tôi về trước à. Bây giờ trước đi, anh ăn hết cháu về. Quải mày quá bé à, đi ra đâu mày cũng la ống ống cái miệng à.